tương lai mờ mịt của VinFast và tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Lâu nay, hoạt động kinh doanh của tập đoàn Vingroup chỉ có lãi trong lĩnh vực duy nhất là bất động sản, còn các mảng kinh doanh sản xuất khác đều lỗ vốn. Kết quả chỉ sau một thời gian ngắn, các ngành kinh doanh phụ trợ đều phải bán đi và công ty ô tô VinFast hiện nay cũng đang ở trong tình trạng thê thảm như vậy. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng là ông chủ của Vingroup. Từ cuối tháng 7 năm 2023, hãng ô tô VinFast đã động thổ xây dựng nhà máy lắp ráp xe điện và sản xuất pin ô tô điện tại tiểu bang ở Mỹ. Khi đó, VinFast cam kết sẽ bán được xe tại thị trường Hoa Kỳ, bất chấp những thách thức và sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường này. Hãng tin AP dẫn lời bà Lê Thị Thu Thủy, khi đó là Tổng Giám đốc VinFast Toàn Cầu và Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, bà Thủy thừa nhận rằng cho đến nay VinFast chưa thành công, Hoa Kỳ là một thị trường khó tính. Nhưng nếu VinFast có thể bán được xe cho những khách hàng Mỹ khó tính, thì cũng có thể thành công ở bất cứ thị trường nào khác. Thống kê của công ty dữ liệu Motor Intelligence cho thấy VinFast chỉ bán được có 2.009 chiếc xe tại Mỹ, chiếm tỷ lệ ít hơn 1% tổng số xe điện của các hãng bán ra tại thị trường Hoa Kỳ trong năm 2023. Vào trung tuần tháng 8 năm 2023, VinFast niêm yết và bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu tại thị trường chứng khoán Nasdaq của Mỹ thông qua hợp nhất với một công ty tại đây. Trải qua nhiều biến động đến nay, giá cổ phiếu của VinFast chỉ có ở mức 4 đô la và có khả năng sẽ tiếp tục xuống thấp hơn. Mới đây nhất, hãng tin quốc tế cho hay VinFast đang ở trong tình trạng thua lỗ nặng, tạo ra rủi ro cho cả tập đoàn mẹ là Vingroup. Giá cổ phiếu của VinFast đã rơi xuống đáy mới, thấp nhất từ trước đến nay ở mức chỉ có 3,6 đô la, khi thị trường Nasdaq ở Mỹ đóng cửa vào ngày cuối tuần hôm 12 tháng 4. Trong khi giới kinh doanh chứng khoán ở Mỹ cho rằng cổ phiếu có mệnh giá dưới 5 đô la chỉ là cổ phiếu rác. Đây được là một vấn đề hết sức đáng lo ngại về sức khỏe tài chính của Vingroup, mặc dù đã rót cho VinFast rất nhiều tỷ đô la, nhưng mỗi ngày một lỗ vốn nhiều hơn. Tương lai, mệnh giá của cổ phiếu VinFast sẽ đi về đâu khi giá còn lại chỉ có thể là 1 hay 2 đô la? Một mẫu xe ô tô điện VinFast tại Motor Show tại Bangkok. Giới phân tích đã nhấn mạnh các rủi ro đối với tập đoàn Vingroup khi VinFast lỗ tổng cộng tới 5,7 tỷ đô la trong có 3 năm. Điều đó đã khiến giá cổ phiếu của Vingroup giảm tới 38% trên thị trường chứng khoán. Điều vừa kể trên cho thấy VinFast khó có thể trụ được trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Đáng lo ngại hơn, bối cảnh hiện nay của thị trường ô tô điện là đều rất ế ẩm, khi mà xe điện của Trung Quốc với giá rẻ cũng đang chất đống tại các bến cảng khắp nơi trên thế giới. Trên toàn thế giới, trong giai đoạn từ tháng 4 cho đến tháng 9 năm 2023, số xe điện của VinFast bán ra cũng chỉ là 19.562 chiếc, thấp hơn nhiều so với mục tiêu của hãng đặt ra là 50.000 chiếc xe mỗi năm. Nhưng VinFast hiện còn khó khăn ngay tại thị trường Việt Nam, dù rằng đã nỗ lực làm giá. Vào năm 2023, VinFast bán được 35.000 ô tô điện, con số này chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng công suất 300.000 xe mỗi năm của nhà máy VinFast ở Hải Phòng. Hãng tin quốc tế cho biết, ông Phạm Nhật Vượng từng cam kết sẽ đầu tư nhiều hơn vào VinFast nếu cần thiết. Nhưng đây là một chiến lược không có nhiều ý nghĩa về mặt kinh tế. Theo ông Vượng, nếu chỉ vì kinh doanh và mà kiếm tiền, ban lãnh đạo Vingroup sẽ không ngu ngốc mà lao vào lĩnh vực khó khăn như sản xuất ô tô. Đồng thời, ông Vượng khẳng định Vingroup quyết định tạo ra VinFast xuất phát từ trách nhiệm xã hội và lòng yêu nước. Đây rõ ràng là một tuyên bố mang ý nghĩa chính trị. Điều đó cho thấy việc thành lập VinFast là sự góp mặt của nhà nước Việt Nam phía sau. VinFast đang thua lỗ rất lớn. Mới đây nhất, tại triển lãm ô tô Motor Show Bangkok, Thái Lan 2024, số liệu được ban tổ chức công bố cho thấy đây là kỳ triển lãm thành công nhất trong lịch sử. Trong 14 ngày, với số lượng thương hiệu tham gia lẫn đơn hàng, thu về đều cao kỷ lục, có tổng cộng 53.438 xe được bán hoặc đặt hàng. Con số này gần bằng 1,7 tổng số xe bán tại thị trường Việt Nam trong năm 2023 là 369.000 chiếc. Trong tổng số xe bán ở Bangkok có tới 17.513 chiếc là xe thuần điện, chủ yếu là của hãng Trung Quốc Baidu Bắc Kinh. Truyền thông nhà nước Thái Lan đánh giá
công ty ô tô VinFast của Việt Nam, dù có tham dự triển lãm và đạt được hai giải thưởng lớn từ ban tổ chức, nhưng không thấy số lượng xe được bán hay đặt hàng. Điều vừa kể trên khiến giới quan sát e ngại về tương lai của công ty ô tô VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Theo Facebook, Hoàng Dũng nhận định Phạm Nhật Vượng sẽ phải ngồi tù nhanh hơn người ta tưởng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Tương lai mờ mịt của VinFast và tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d. Vì sao việc công an sử dụng ma túy tràn lan, Tô Đại phải chịu trách nhiệm? Tình trạng tha hóa xuống cấp đạo đức của lực lượng công an Việt Nam đã khiến cho dư luận xã hội hết sức bức xúc. Những sai phạm của lực lượng thanh kiếm lá chắn không dừng lại ở việc trộm cắp, bắt cóc, tống tiền, mà còn phát triển đến việc sử dụng ma túy là rất nghiêm trọng. Người dân không tin nổi lực lượng nhân danh còn đảng còn mình với trách nhiệm đảm bảo an ninh và trật tự an toàn xã hội lại để xảy ra các bê bối nghiêm trọng đến như vậy. Tờ báo Pháp Luật đã loan tin về vụ việc. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 1 tháng 4 đưa tin phát hiện nhiều cảnh sát giao thông sử dụng ma túy trong khách sạn. Bản tin cho biết nhiều cảnh sát giao thông đang công tác tại công an quận Phú Nhuận, công an quận 1 và công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã bị phát hiện sử dụng các chất ma túy trong khách sạn. Một nguồn tin của báo Pháp Luật xác nhận khoảng 2 tuần trước, một tổ công tác công an quận Bình Thạnh trong lúc phối hợp cùng với công an phường 3 quận Phú Nhuận kiểm tra hành chính của một khách sạn thì lại phát hiện nhiều người đang sử dụng ma túy. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định nhiều người có mặt trong thời điểm sử dụng ma túy là cảnh sát giao thông. Đáng chú ý, những thông tin về vụ việc nhiều cán bộ chiến sĩ trong ngành công an sử dụng ma túy trong thời gian gần đây được truyền thông nhà nước liên tiếp đưa ra. Trước đó vào ngày 7 tháng 4, công an Hải Phòng triệt phá ổ nhóm bay lắc tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng. Trong số 12 người tham gia bữa tiệc ma túy, có hai nữ cán bộ công an bị bắt quả tang với tang vật là 0,13 gram ketamine và một số tang vật khác. Sau đó, để xoa dịu dư luận, công an Hải Phòng đã kỷ luật tước danh hiệu công an nhân dân của hai nữ sĩ quan Bùi Thị Ngọc Bích. Theo giới quan sát, cuộc chiến quyền lực một mất một còn giữa Tổng trọng của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đang diễn ra hết sức quyết liệt. Những tin tức bất lợi cho mỗi bên đều bị đối thủ thổi bùng lên với mục đích hạ uy tín lẫn nhau. Một tổ tuần tra của lực lượng cảnh sát giao thông ở Hà Nội chuẩn bị đi hành dân. Trên mạng xã hội và các diễn đàn chính trị của người Việt lập tức nổi sóng. Số đông đã bày tỏ mối quan ngại về tình trạng nhân viên của lực lượng bảo vệ pháp luật sử dụng ma túy là một điều hết sức nguy hiểm cho vấn đề an ninh trật tự, an toàn xã hội. Có ý kiến cho rằng xã hội dở loạn hết rồi, lực lượng còn đảng còn mình như thế, thử hỏi rồi đất nước sẽ đi về đâu. Lực lượng cảnh sát giao thông kiếm tiền dễ quá nên dễ sinh hư, nhờ thổi nồng độ cồn, chắc tiền phạt người dân cao hơn nên làm tí. Chả trách bọn này tranh nhau ra đường để chấn lột tài xế lấy tiền hút chích. Nhiều người khẳng định rằng nếu test dương tính ma túy trong toàn bộ lực lượng công an sẽ thấy không ít hơn 10% số công an thường xuyên sử dụng ma túy là điều chắc chắn. Nguyên nhân quan trọng là do Bộ trưởng Bộ Công an còn chưa nghiêm và dung túng thì lính cũng sẽ làm bậy. Do đó chuyện cảnh sát giao thông nghiện ngập là bình thường. Công luận thấy rằng việc Bộ Công an được hưởng tới 85% số tiền thu được do xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông là điều bất hợp lý. Điều đó đã kích thích sự hưng phấn làm tiền bằng mọi giá của lực lượng này. Điều này cổ vũ và khích lệ việc công an xử phạt, đó là hành vi coi dân là con bỏ sữa, không thể chấp nhận được. Sự ưu ái quá mức với lực lượng công an là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng đạo đức trong ngành công an dưới thời Bộ trưởng Tô Lâm kể từ năm 2016 đến nay đã tha hóa xuống cấp nghiêm trọng như hiện nay.
ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Đáng lo ngại hơn, hiện nay ở Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm đang nỗ lực để duy trì một chế độ công an trị, nhằm giữ vững an ninh chính trị và duy trì vị trí độc tôn lãnh đạo nhà nước xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng với chất lượng đạo đức, tác phong của số đông các cán bộ chiến sĩ trong ngành công an như đã thấy là điều rất đáng báo động. Công luận đề nghị Tổng Bí thư Trọng cần phải trả lời cho người dân được rõ ai và vì đâu đã để lực lượng còn đảng còn mình tha hóa nghiêm trọng đến như vậy. Phải chăng ngôi nhà của lực lượng công an đã dột từ nóc, dột xuống, và đó chính là hệ quả của tình trạng thượng bất chính, hạ tắc loạn. Trong hệ thống nhà nước của Việt Nam, nay là thời điểm mà ung nhọt của Bộ trưởng Tô Lâm và ngành công an chuẩn bị vỡ tung. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì sao để công an sử dụng ma túy tràn lan, Tô Đại phải chịu trách nhiệm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.